Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Giám hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020. Chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Công an tỉnh An Giang, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp VNPT An Giang tổ chức tập huấn hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến cho công an 7 phường xã và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Châu Đốc đội quản lý trật tự đô thị thành phố châu đốc ra quân lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường trung tâm thành phố thận trọng khi thả diều giữa mùa dịch covid 19 phóng sự trường trung học phổ thông châu thị tế thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại trường Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 3 năm 2020, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp VNPT An Giang tổ chức tập huấn hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến cho công an 7 phường xã và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, đồng chí Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an thành phố Châu Đốc triển khai các quy định liên quan đến công tác khai báo lưu trú. Cùng với đó, đơn vị cung ứng dịch vụ VNPT An Giang Giới thiệu dịch vụ khai báo lưu trú trực tuyến VNPT ORM với các tính năng cơ bản như đăng ký thông tin lưu trú, thiết lập cơ sở lưu trú, quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo thống kê, đồng thời hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến. Hệ thống phần mềm có địa chỉ truy cập trên trang web anjang.lưu trú.vnpt.vn việc đưa vào sử dụng phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến trên Internet giúp lực lượng công an và các cơ sở kinh doanh lưu trú có thể nhanh chóng cập nhật được thông tin lưu trú, tạm trú của khách. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các doanh nghiệp và người dân trong việc quản lý và khai báo lưu trú theo đúng quy định của luật cư trú. Nhằm để tổ chức lại việc sử dụng giấy hè đảm bảo lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường của thành phố Châu Đốc, xử lý tình trạng tự ý sử dụng lòng đường hè phố để họp chợ trưng bày hàng hóa kinh doanh buôn bán đặt chậu cây cảnh vật liệu phế thải đặc biệt quảng cáo treo hàng hóa làm mái che trên lòng đường hè phố theo quyết định số 60 trên 2019 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đội quản lý trật tự đô thị thành phố châu đốc ra quân lập lại trật tự lòng đường giải hè trên các tuyến đường trung tâm thành phố trong tháng 2 năm 2020, rồi quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc đã ra quân kiểm tra trật tự lòng lề đường dĩa hè trên địa bàn thành phố. Giải tỏa di dời xử lý các hành vi buôn bán lớn chiếm, lắp đặt biển hiệu, mái che, biển quảng cáo, lòng đường chưa đúng quy định trên các tuyến đường. Kết quả đã giải tỏa di dời 1.291 trường hợp. Trong đó, phường Châu Phú A 245 trường hợp, phường Châu Phú B 963 trường hợp và phường Vĩnh Mỹ 83 trường hợp xử lý 43 trường hợp, trong đó phường Châu Phú A 12 trường hợp, phường Châu Phú B 24 trường hợp, phường Vĩnh Mỹ 7 trường hợp. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức chấp hành của người dân, từ ý thức trách nhiệm tiến tới hành động tự giác, cùng tham gia vận động người xung quanh thực hiện tốt quy định sử dụng dĩa hè và lập lại trật tự dĩa hè, lòng đường, tạo cảnh quan đường phố thông thoáng, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị, ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, người dân cần thận trọng khi đến nơi tập trung đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Vào những ngày này, mỗi buổi chiều, tại các khu đất trống, khu dân cư thu hút khá đông người dân đến thả diều. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, sinh viên, học sinh buộc phải nghỉ học thì hoạt động vui chơi, vận động như thế này khá bổ ích và khiến cho các em phấn khởi. Thế nhưng, bên cạnh việc vui chơi thì người dân còn chủ quan lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Những ngày qua, tại khu đất trống khu dân cư giáp giữa phường Châu Phú A và phường Núi Sam, đường Tân Lộ Kiều Lương, nhiều trẻ em và phụ huynh không tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế là đeo khẩu trang khi tập trung nơi đông người để thả diều. Một số phụ huynh chưa tuân thủ việc cho con em mình thả diều riêng lẻ mà còn tụ tập thành đám đông việc giữ gìn vệ sinh tay dường như cũng bị bỏ quên, trong khi trẻ hay dùng tay dụi vào mắt, mũi nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Thiết nghĩ, người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức vệ sinh tay, tuân thủ việc mang khẩu trang khi tụ tập nơi đông người. Nếu mang khẩu trang y tế thì sau khi sử dụng, phải thải bỏ đúng nơi quy định. Bởi hành động xả rác thải, trong đó có rác thải y tế, không chỉ làm mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến trẻ mỹ quan đô thị đây còn là mong móng lây lan dịch bệnh. Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, đoàn kiểm định chất lượng đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang do ông Võ Văn Quế, trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Châu Đốc. Tại buổi khảo sát, đoàn đã kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ tài liệu có liên quan đến chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác tổ chức, quản lý, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội đến hoạt động và kết quả giáo dục đều được nhà trường thực hiện đồng bộ, đúng định hướng, có trọng tâm và đặc biệt là có nhiều điểm đổi mới. Đoàn kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đánh giá cao những kết quả của Ban giám hiệu trường tiểu học Lê Lợi đã đạt được với 27 trên 27 tiêu chí, đạt tỷ lệ 100% cấp độ 2 và đề nghị kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 chuẩn quốc gia mức độ 1. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam tổ chức họp mặt tuyên truyền bốn phẩm chất đạo đức phụ nữ và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Tại buổi họp mặt, các chị em phụ nữ đã được nghe những nội dung về bốn phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phát động phong trào, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, các chị em được nghe một số thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn chị em những điều cần biết để phòng chống dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng mỗi chị một bánh xà phòng Lipoi và 150 cái khẩu trang giải. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế tổ chức tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã dịp này các chị em đã nghe những nội dung về bốn phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin tự trọng trung hậu đảm đang đồng thời hội phụ nữ Xếp vĩnh tế còn tuyên truyền cho các chị em biết về những tác hại biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 phát tờ rơi tuyên truyền về những điều cần biết và các biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh covid 19 theo số liệu của trung tâm y tế thành phố châu đốc trong 2 tháng qua, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 26 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 8 ca so với cùng kỳ, phát hiện và xử lý 12 ổ dịch. Thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc đã tăng cường hệ thống giám sát về ca bệnh, giám sát quần thể mũi và lăng quăng, quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình sốt xuất huyết trong cộng đồng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, phát hiện sớm, xử lý triệt để những ổ dịch. Ngoài ra, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các ban ngành đoàn thể các phường xã, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt mũi, tăng cường tuyên truyền để người dân ý thức chủ động phòng chống bệnh bằng cách thực hiện diệt mũi, diệt lăng quăng thường xuyên tại nhà, dọn dẹp môi trường trong nhà và xung quanh khi ngủ phải mắc mùng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố khuyến cáo người dân nếu có dấu hiệu sốt cao, mắc xung huyết, đau đầu, mỏi cơ, cần đến cơ sở y tế khám, làm xét nghiệm để được điều trị sớm. Khi bản thân hoặc gia đình có người mắc sốt xuất huyết, cần báo ngay với y tế địa phương để cảnh báo, phun thuốc diệt mũi, tránh bệnh lây lan rộng ra cộng đồng. Chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.